Trộm ấy. Chút chít. Bác bỏ khẩu trang ra xem. Chút chít. Có sủa ai đâu mà sủa hắc nô mới kinh chứ. Chết rồi, quên hắc nô rồi. Của bác nô mà con. Của bác nô mà. Ủa chi chi vậy? Ủa ai cũng vồ đấy. Bác Ngọc thì vồ như thế này, bác nô thì né ra sợ chưa bao giờ mà bị thế này. Rồi. Bác nô kìa, nhận ra bác nô chưa? Chút chít. Ủa sao kìa? Ôi trời sợ, ôm mẹ. Chú nhớ là chú ruột. Ôi trừ bắt nô ra còn ai nó không vồ nó lao ra còn bắt nô. Chết rồi, gặp cặp nô mà lại không nhận ra này. Nó đang sợ. Ừ. Cái kiểu là ai đấy. Ở đây bắt đầu mừng gái mà không. Ờ, bắt đầu mừng mừng cả chú dân nhưng mà bác nô thì là né. Ủa là sao? Ok kìa. Ăn rồi. Ôi trời ơi. Ăn. Chú chị quên luôn à con. Bác nô đấy. Chút chít. Bác nô mà. Chút chít xúc động quá. Chút chít. Nhận ra chưa? Nhau chút chít. Chút chít. Nhận ra rồi á. Giờ nhận ra. Mãi mới nhận ra. Chút chít. Ui giời ơi. Chút chít. Tưởng thế nào? Chút chít. Nhận ra rồi đấy. Nhau giờ nhận ra là chút chít. Rồi. Chút chít. Đây, chút chít đây. Chút chít. Hôm nay có phải điểm đạm nhỉ? Hôm nay có phải điểm đạm nhỉ? Vần chuối mệt từ hôm qua đến giờ, chuối đang nằm liệt kia kìa. Đấy chết. Ôi giời ơi, giờ nhận ra bác nô rồi gì chắc hết sức rồi à con. Ủn bác nô xuống ao sen coi. À con. Để nhau xuống ao sen nhé. Chết. Ở dứa to hơn nho nhiều chị ạ. Vậy à? Ồ, dứa còn to hơn kìa. Ôi giời ơi. Ôi, ai kia? Chuối. Chuối à? Chết. Chuối cũng sủa bắt nô luôn. Đến đây, chết. Bây giờ ơi. Chuối ơi, đến đây. Chết. Chuối cũng lơ bắt nô luôn. Chết. Chuối con sủa bắt nô ác chiến luôn á. Chết. Đây nhỏ. Chuối đây. Chết. Đấy, chuối. Chuối sủa hơi nhiều nha. Ừ, chuối đáo hình á. Chuối bị đốm. Khỏi nhà đi. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, bà ấy mệt quá rồi, từ hôm qua giờ bà quậy quá rồi, bà mệt quá rồi nên giờ bà ấy... Bà khác lạ quá à. Từ xưa đến giờ chưa thấy ai mà nó đón kiểu này đâu. Hả? Chuối đâu? Quên à? Chuối là không cho ai được vào. Chuối mới
Cầm ấy, thằng Dứa nó hung hăng. Ôi trời ơi, Dứa, Dứa ngồi im dê luôn. Dứa, Dứa sợ quá. Thôi, thôi con ơi. Thôi không có anh Dứa, anh sợ quá. Em sẽ em tiếp cận chuối thì coi không? Nhau ơi. Tiếp cận chuối thì coi được chưa? Vâng, vâng, vâng. Chuối ơi, chút 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 chút. Chút 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 chút. Ôi, Dứa đẹp trai quá à. Chuối vẫn đang rất là đề phòng. Chuối nó đề phòng. Dứa sợ quá, Dứa trốn nhờ. Vui quá, vui quá. Chơi. Ông Dứa lúc nãy hung hăng mà giờ hung hăng, hung hăng. Dứa sờ cúng núm ở cúp đuôi, trời ơi sợ nho quá. Nho kìa. Nho ôm hôn xuống kia. Đó, anh Dứa. Nho cả nhà thôi. Nho bốn đứa đi container vào miền Nam cách đây hơn nửa năm á, nhớ chưa? 8 tháng rồi. Vâng. Ôi, ông Dứa sợ ông trốn. Thôi trốn rồi con. Dứa trốn à, Dứa tìm đường trốn à, trốn vào đâu con ạ? À? Trốn. Trốn. Cầu cứu Bắc Nô hả con? Sợ quá. Không chịu nổi. Hot boy mà còn không chịu nổi nữa là ai? Chịu nổi dưới. Chịu nổi. Chịu nổi chạy dưới. Dưới công tin rồi. Dưới công tin rồi.
cháu rồi. Cháu rồi. Dưa cáu rồi. Dưa mệt quá dưa cáu. Bốn chị gái rồi dưa dưa chịu không được. Chịu hết nổi luôn. Dưa dưa chịu không nổi. Dưa cáu. Dưa sợ. Dưa sợ. Mệt rơi đến dưa. Dưa sợ quá. Dưa dưa trốn. Mực ra bảo vệ nho đó. Đấy. Mực ra bảo vệ nho. Thằng mực là thấy vậy là chạy ra bảo vệ nho mới kinh chứ. Rồi thấy chưa? Thấy chưa mực dưới, ơi, chưa chị? Chào, mực nó ra nó bảo vệ nho. Ừ. Thấy thằng dứa cáu lúc đó là nó ra nó bảo vệ. Khôn không? Mực nó khôn lắm á. Trời ơi đẹp trai quá dứa ơi. Ôi trời cầm cục xương. Ông ơi ông bỏ cục xương ra. Ôi dứa đẹp trai. Bác Nương bê cái nè. Nhớ bác Nương không? Đúng rồi, nó ngang nó đẹp. Còn bọn này là mặt nhọn nhọn. Đấy, bắt đầu ông vớ được cục xương rồi, ông mừng nè. Úi trời ơi, ông dứa ơi. Vui quá. Thôi. Bẩn đấy. Nó vui quá. Đây, nhỏ lại nhảy xuống ao à? Nhỏ ơi, nhỏ đừng có nhảy xuống ao sen nha. Đấy đi sắp đi chơi mà. Mình sắp đi chơi mà. Đây đây con ơi. Nó khát nước á, nó nghịch, nó mệt quá nó khát nước. Ăn mực cho dứa chơi với nha. Bực ơi.